Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình. Hưng Yên tiếp tục thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động tại các khu cụm công nghiệp. Sắp tới sẽ diễn ra tuần đại đoàn kết dân tộc Di sản văn hóa Việt Nam 2019 tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Ngành du lịch Việt Nam tìm cách ứng phó với rác thải nhựa. Ô nhiễm không khí, bài toán khó giải của Hà Nội và các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Nam Định triệt phá bom kem ma túy lớn. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, lao động có trình độ tay nghề cao, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Hưng Yên tiếp tục tăng khá. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút gần 40 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Hưng Yên, chiếm 62% tổng vốn đầu tư. Trong tổng số 459 dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào địa bàn tỉnh, đến thời điểm này với số vốn đăng ký đầu tư 4,5 tỷ đô la Mỹ thì các doanh nghiệp Nhật Bản có tới 162 dự án với tổng số vốn đầu tư 2,8 tỷ đô la Mỹ. Đây hầu hết là các dự án có vốn đầu tư lớn công nghệ hiện đại tập trung tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án, nghiên cứu hoàn thiện, ứng dụng dây chuyền sản xuất đậu phụ theo hướng công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ An đóng trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên chủ trì thực hiện từ tháng 3 năm 2018. Dây chuyền sản xuất đậu phụ theo hướng công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do được thiết kế với hệ thống motor để xay đỗ tương thay cho việc sử dụng cối đá xay truyền thống và áp dụng công nghệ gia nhiệt nhanh giúp quá trình nấu đỗ tương được nhanh hơn, đảm bảo tiệt trùng và giữ nguyên hương vị thơm ngon. Dây chuyền đã sản xuất thử 5 tấn đậu thành phẩm đều cho chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, áp dụng hiệu quả trong quy mô sản xuất hộ gia đình. Tính ưu việt của cái mô hình sản xuất này thì cái thứ nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm được nhân công lao động, năng suất cao. Dây chuyền của chúng tôi nếu như bình thường người ta sản xuất được 1 tấn đậu hạt mất ít nhất tầm cỡ khoảng độ 30 nhân công thì hiện tại chúng tôi 1 tấn đậu hạt chúng tôi hết khoảng 10 đến 12 nhân công. Thời gian qua, hạt kiểm lâm vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Sa Thủy, tỉnh Nam Định thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, hạt kiểm lâm vườn quốc gia Xuân Thủy kết hợp tuyên truyền phổ biến luật lâm nghiệp đến người dân sống gần rừng và người dân đi khai thác thủy hải sản trong rừng ngập mặn, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy và các đơn vị địa phương trồng được hơn 8,7 hecta rừng phòng hộ, chăm sóc và khoanh nuôi tái sinh rừng được hơn 272 hecta, trồng cây phân tán được 500.000 cây. Để tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ và rừng ngập mặn, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp và người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, hạt kiểm lâm vườn quốc gia Xuân Thủy sẽ huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân tham gia ngăn chặn các hành vi phá rừng, xây dựng các mô hình đồng quản lý rừng, sử dụng khôn khéo các nguồn lợi từ rừng ngập mặn, đảm bảo sinh kế của người dân sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản dưới tán rừng nhưng không làm ảnh hưởng đến rừng, thực hiện tốt quy chế chia sẻ lợi ích và quản lý, phát triển bền vững vườn quốc gia Xuân Thủy. Thực hiện phong trào ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, trong toàn tỉnh Hưng Yên đã có 28 cơ sở đoàn với gần 500 đoàn viên thanh niên tình nguyện làm thêm ngày thứ 7 để xử lý giải quyết các văn bản thủ tục hành chính còn tồn đọng. Chỉ tính riêng từ tháng 10 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.000 lượt người dân được đoàn viên thanh niên tư vấn giải quyết thủ tục hành chính như hỗ trợ làm thủ tục cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho các đối tượng chính sách, người tàn tật, người già neo đơn, hỗ trợ tư vấn pháp lý, tư vấn một số thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký hộ khẩu thường trú, đăng ký xe gắn máy, hướng dẫn quy trình giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho đoàn viên thanh niên và người dân. Từ ngày 18 đến ngày 23 tới đây, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội sẽ diễn ra tuần đại đoàn kết dân tộc Di sản văn hóa Việt Nam 2019. Đây là chuỗi hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện nhằm tôn vinh truyền thống đại đoàn kết dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, tổ chức đoàn doanh nghiệp du lịch châu Âu, đồng thời tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch châu Âu với doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Hội nghị có sự tham gia của 35 đại biểu của 30 doanh nghiệp du lịch thuộc 10 quốc gia châu Âu và 150 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành Bắc Trung Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, giao lưu kết nối cũng như lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia đoàn khảo sát cho du lịch thủ đô. Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch trong nước đã có cơ hội làm việc, trao đổi trực tiếp và ký kết hợp tác với các đối tác lữ hành 10 nước châu Âu, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Sau khi khảo sát tại Hà Nội, hôm nay 13 tháng 11, đoàn tiếp tục khảo sát các địa điểm du lịch nổi tiếng, trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ du lịch Hạ Long, Quảng Ninh. Trước tình trạng báo động về rác thải nhựa ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch Việt Nam, thời gian gần đây, ngành du lịch đã tìm cách cải thiện tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa phù hợp với loại hình kinh doanh. Đến nay, nhiều đơn vị du lịch, hãng lữ hành, khách sạn đã tổ chức hàng loạt chiến dịch nói không với rác thải nhựa dùng một lần. Không chỉ các khách sạn, đơn vị du lịch, tại các nhà hàng phong trào chống rác thải nhựa và không sử dụng túi ni lông dùng một lần cũng phát triển mạnh mẽ. Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, góp phần làm thay đổi nhận thức hành động của mọi người trong vấn đề giữ gìn bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Chương trình hành động du lịch chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa đã có hơn 5.000 hội viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam cam kết triển khai. Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới hoa dã quỳ thì nhiều người sẽ nghĩ loại hoa này chỉ có ở Đà Lạt. Tuy nhiên, ngay tại Ba Vì, Hà Nội, bạn cũng có thể ngắm hoa dã quỳ nở rộ. Trong tiết trời se lạnh, hàng nghìn bông hoa dã quỳ đang khoe sắc vàng rực rỡ khắp trên núi trong vườn quốc gia. Không chỉ nổi tiếng với những địa điểm du lịch cùng khí hậu trong lành, vài năm trở lại đây, Ba Vì còn thu hút du khách bởi sự quyến rũ của loài hoa dã quỳ. Hoa nở vàng hai bên đường vào rừng quốc gia Ba Vì. Loài hoa này thường ra hoa vào khoảng cuối thu đầu đông. Hoa nở đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 11. Vì vậy, thời điểm này, nhiều bạn trẻ đã tới đây để chiêm ngưỡng và ghi lại những bức hình kỷ niệm. Không bạt ngàn như Đà Lạt, nhưng dã quỳ ở đây vẫn nở rất đẹp và thu hút du khách. Em cảm thấy là cảnh đẹp ở đây rất là trong lành ạ. Không khí thì tạo cho mình cái sự dễ chịu ạ. Đến đây thì em thấy là rất đông bạn trẻ hôm nay cũng lên đây để chụp những bức ảnh đẹp. Hoa đang vào giữa mùa nở rất rộ và màu sắc rất là đẹp. Bông hoa dã quỳ thật là đẹp, nở vàng rực hết cả lên, thật là choáng ngợp luôn. Hoa dã quỳ còn có tên gọi khác là cúc quỳ do người Pháp mang về trồng trên triền núi Ba Vì từ những năm 30 của thế kỷ trước. Cho tới tận bây giờ, loài hoa này vẫn cứ sinh sôi nảy nở, trở thành một nét đặc trưng riêng biệt tại nơi đây. Hiện, loài hoa này đã được nhân rộng trên diện tích 10 ha để tạo điểm nhấn cho vườn quốc gia Ba Vì vào dịp cuối thu. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện quyết định số 833 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên về việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập, đoàn thanh tra Sở Y tế tỉnh đã tiến hành kiểm tra 120 cơ sở, trong đó có 16 cơ sở bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 126 triệu đồng. Trong quá trình thanh tra, 40 cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh, đoàn thanh tra đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 cơ sở có hành vi người quản lý chuyên môn vắng mặt nhưng không thực hiện việc ủy quyền hoặc cử người thay thế. 2 cơ sở bị phạt với lỗi không thực hiện đúng quy định về điều kiện bảo quản thuốc trong quá trình bảo quản. Công ty cổ phần Hoa Lan, địa chỉ ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, bị phạt hành chính do thông tin mỹ phẩm có tác dụng như thuốc, làm người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc. Quầy thuốc Thanh Thảo ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm bị phạt hành chính vì lỗi để thực phẩm chức năng lẫn với thuốc. Bệnh viện lại chính là môi trường có nguy cơ cao, nơi các sự cố y khoa có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ dịch vụ khám chữa bệnh nào. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo quốc tế thực hiện giải pháp toàn cầu vì an toàn của người bệnh do Bộ Y tế tổ chức vừa qua. Theo các chuyên gia, sự cố y khoa do chăm sóc không an toàn là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong và tổn thương hàng đầu thế giới. Theo thống kê, cứ 10 người bệnh lại có một người bị tổn hại trong khi tiếp nhận dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó có tới 50% nguyên nhân phòng tránh được và có tới 14,3% chi phí tại bệnh viện là để điều trị hậu quả các sự cố y khoa gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo môi trường bệnh viện mang lại nhiều nguy cơ cao tới người bệnh như nhiễm khuẩn bệnh viện ảnh hưởng tới 10% số người bệnh nhập viện, phơi nhiễm tia phóng xạ, chẩn đoán chậm và không chính xác và nguy cơ tử vong do tai biến phẫu thuật. Thứ nhất mà chúng ta thấy là an toàn trong những vấn đề phẫu thuật, thủ thuật. Thứ hai là trong việc sử dụng thuốc. Thứ ba là những vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn. Thứ tư là từ những vấn đề về quản lý, quản trị cho đến những vấn đề thứ năm là lưu ý những các cái như người bệnh té ngã, như những các cái hành lang đủ cao để người bệnh không có thể bị ngã. Đối với một cái đặc điểm của cái bệnh viện chuyên khoa mắt thì cái nguy cơ xảy ra nhầm lẫn và mất an toàn là rất cao. Thứ nhất là những bệnh nhân của chúng tôi phần lớn là những bệnh nhân lớn tuổi. Thứ hai nữa lại có 2 con mắt, mắt phải và mắt trái rất dễ nhầm trong khi mà thực hiện dịch vụ. Thứ ba nữa là nó có nhiều bệnh trên một con mắt, ví dụ như vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị lô côm, vừa bị mộng thịt. Hội thảo cũng đưa ra các giải pháp đang được thực hiện tại nhiều bệnh viện trên cả nước, cũng như giải pháp toàn cầu, như bộ công cụ đánh giá thực thi về cải tiến chất lượng bệnh viện, thực hiện 6 mục tiêu toàn cầu về an toàn người bệnh, thực hiện đổi mới văn hóa an toàn người bệnh bằng việc tự nguyện báo cáo sự cố y khoa, nhận diện chính xác người bệnh, ứng dụng công nghệ số trong phẫu thuật. Do chưa có giải pháp xử lý triệt để nên hồ Nam Hòa, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên thường xuyên bị ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân. Những ngày gần đây, kết quả quan trắc chất lượng không khí ở Hà Nội đều ở mức xấu, rất xấu. Điển hình như sáng ngày 12 tháng 11, tại các điểm đo của Tổng cục Môi trường, chỉ số chất lượng không khí AQI đều ở mức rất xấu. Trong đó, điểm 556 Nguyễn Văn Cừ, chỉ số AQI vượt ngưỡng 341, ngưỡng cao nhất theo cách tính chất lượng không khí của Việt Nam. Đáng chú ý, ô nhiễm không dừng ở Hà Nội mà lan ra toàn miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ, các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Bình thường là không khí hàng ngày nó sẽ phải thoát lên cao, nhưng mà nhiệt thì cái bụi thì nó lại không thoát lên cao mà nó lại lơ lửng ở dưới gần mặt đất. Thì đây là một cái hiện tượng mà nó xảy ra, nó cũng là một cái quy luật rất là bình thường của những năm qua, nhưng mà năm nay thì để cao hơn. Chất lượng không khí tại Hà Nội đang có xu hướng đi xuống, nồng độ PM 2.5 tăng dần qua các ngày. Cùng với hiện tượng nghịch nhiệt thì nhiều nguyên nhân của ô nhiễm không khí đã được chỉ ra. Có 12 cái tác động chính. Thứ nhất là khí xả thải từ các phương tiện ô tô, xe máy. Thứ hai là tình trạng đun bếp than, tổ ong, đốt củi vẫn còn tiếp diễn. Việc thứ ba là cái vật liệu và cái việc quản lý về cái phá rỡ các công trình xây dựng các công trình. Một nội dung nữa là do cái tình trạng đốt rơm rạ vẫn còn nhiều trên thành phố, trên địa bàn. Thế nhưng, những biện pháp giảm ô nhiễm vẫn chưa thực sự hiệu quả. Nhất là vấn đề không khí cũng như là môi trường nước. Thì môi trường nước thì là các cái lưu vực sông thì tôi cũng đã có ý kiến và chất vấn Bộ trưởng rồi. Đấy, cũng đã được Bộ trưởng trả lời nhưng mà cho đến thực trạng cho đến hiện nay thì cũng chưa có được cải thiện là bao. Cái trách nhiệm này nó cũng là trách nhiệm riêng của Bộ Tài nguyên Môi trường mà nó đòi hỏi cái sự tự giác, sự vào cuộc quyết liệt của cả cái hệ thống chính trị cũng như là của các cái đối tượng, các cái cơ quan tổ chức rồi thì của mỗi người dân của chúng ta. Những ngày tới, chất lượng không khí có thể vẫn duy trì ở mức kém, đặc biệt là khoảng thời gian ban đêm và đầu giờ sáng. Mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể nó sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Đấy, tuy nhiên thì khi mà có những thay đổi về thời tiết theo hướng là thuận lợi hơn để làm giúp phát tán, pha loãng các chất ô nhiễm thì có thể tình hình này sẽ được cải thiện dần dần. Với tình trạng ô nhiễm đáng lo ngại hiện nay, các chuyên gia môi trường cảnh báo người dân nên thường xuyên cập nhật chất lượng không khí tại các website như xem.gov.vn của Tổng cục Môi trường, AQI.org Đại sứ quán Mỹ, Môi trường Thủ đô hay ứng dụng PM2.5 để biết chất lượng không khí. Ô nhiễm từ ngưỡng đỏ, tím, nâu, người dân nên hạn chế ra đường. Trường hợp ra ngoài nên đeo khẩu trang chống bụi mịn PM 2.5. Chất lượng nước sạch của nhà máy nước mặt sông Đuống đạt đúng tiêu chuẩn trước khi khánh thành và cung cấp cho người dân. Đây là khẳng định của đại diện cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại buổi giao ban báo chí vừa diễn ra. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định dự án nhà máy nước sạch sông Đuống là dự án công trình cấp 1, được ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến nhất, đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Liên quan đến khuyến cáo của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng và một số chuyên gia về việc tạm dừng khánh thành nhà máy, thành phố cũng đã có chỉ đạo ngay. Thành phố Hà Nội khẳng định là cái việc kiểm soát được cái chất lượng đầu tư đối với nhà máy nước mặt sông Đuống cũng như tất cả các công trình khác sẽ được đảm bảo. Không có chuyện là thành phố Hà Nội bỏ qua, không quan tâm đến cái ý kiến của các chuyên gia. Tiến tới thì thành phố cũng đang nghiên cứu để xây dựng cái trung tâm điều hành cấp nước, thì trong đó có tích hợp tất cả về chất lượng nước cũng như là hệ thống quan trắc cũng như là lưu lượng. Lý giải căn cứ xác định giá nước sạch sông Đuống là 10.246 đồng một mét khối. Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết đây chỉ là giá tạm tính tối đa, phục vụ ký thỏa thuận cấp nước, không phải giá bán cho đơn vị bán lẻ cũng như cho người dân. Nguyên nhân giá cao hơn các đơn vị cung cấp khác, ngoài do công nghệ đầu tư chất lượng nước thô, thì còn do khấu hao tài sản cố định và lãi vay. Hiện nay nhà đầu tư là vay 80% tương ứng với cái số cụ thể là khoảng 3.998 tỷ đồng. Theo báo cáo của công ty, thì riêng cái phần chi phí lãi vay ở đây là cũng đã rơi vào 20%, khoảng 2.003 đồng. Nhà máy nước mặt sông Đuống có tổng diện tích gần 65 ha, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 300.000 m3 một ngày đêm và dự kiến sau năm 2030 đạt 1,2 triệu m3 một ngày đêm. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh chủ trương tư nhân hóa và bài học từ sự cố nước sạch sông Đà khiến dư luận không khỏi băn khoăn về vấn đề an ninh nguồn nước. Thời gian qua, tình trạng công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Hải Dương, địa chỉ thôn Nghĩa, xã Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương hoạt động mập mờ, đồng thời bán hàng cho người cao tuổi cao gấp nhiều lần so với giá trị thị trường, làm bất ổn cuộc sống của các gia đình, gây bức xúc trong nhân dân. Sau khi đoàn công tác liên ngành của huyện Cẩm Giàng vào cuộc tiến hành kiểm tra hoạt động của cơ sở này, đến nay kết quả ban đầu đã xác định công ty này trong quá trình hoạt động đã không xuất hóa đơn bán hàng, vi phạm luật thương mại. Để tiếp tục xử lý vi phạm của công ty, các cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng sẽ tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tiếp tục xem xét nghĩa vụ thuế, tài chính nhà nước với công ty. Đến thời điểm này, công ty Thịnh Phát Hải Dương cũng đã làm đơn xin giải thể công ty và hiện tại đã dừng hoạt động. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục tuyên truyền tới nhân dân trong toàn huyện cảnh giác trước việc giao dịch mua bán hàng, nhất là các chiêu trò bán hàng tặng quà khuyến mãi để nhân dân cảnh giác rút kinh nghiệm. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Ý Yên triệt phá một bong ke ma túy tại xã Yên Lợi, bắt giữ hai đối tượng Ngô Đức Thắng và Hà Thị Hoa cùng sinh năm 1978. Hai đối tượng này đã biến nhà ở thành bong ke ma túy với tường rào kiên cố, camera giám sát được lắp xung quanh nhà và cổng, cửa nhà luôn được khóa cẩn thận. Ma túy được các đối tượng bán qua một ô cửa nhỏ. Bắt quả tang, khám xét khẩn cấp tụ điểm ma túy của vợ chồng Thắng, lực lượng công an phát hiện thu giữ 136 tép heroin, 30 gam ma túy đá, 2 khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.